tác phẩm nó khai thác được rất là nhiều cái này, mà chỉ có lên đá mới được khai thác được. Còn nếu mà không lên đá thì không khai thác được. Bình thường trước là trọng thì nó không khai thác hết rồi. Chưa là cái trọng nhưng mà phải cái đúng như cái với tác phẩm gì cũng được. Cái góc đấy là đẹp, một đang quay là cái góc nào cũng là đẹp. Cũng phải là một cái góc nó đẹp hơn, nó có một cái đẹp khác nhau, không hẳn là một chỗ cây được hoàn thiện hết rồi, nó mới được khoảng 80% thôi, nó mỗi góc của cậu cái đẹp hơn. Nhiều cái mà từ mà khai thác hết rồi, nó lột tả hết cả, lột tả cái này nó quá nhiều rồi. Để cho cái trồng nuôi con rồi và mình nắm thôi thì nó chưa được rắn rất là đây thì bỏ cái này nhé. Chào anh Nam nha, chào công. Hết gì anh Nam ơi? Em cảm ơn anh Nam. Vâng, chào bà Thắng, chào cảm ơn bà Thắng nha. Đây em cho rằng đây cũng là một cái mà em rất là vui hôm nay là có người anh là những người họ tình đây là một lâu và cả một đời người để dành cái tâm huyết để rơi cây để tìm ra một tiếng nói chung, rồi là mỗi ngày nó có những bước đột phá riêng của mỗi người. Đây hôm nay có đây cái tác phẩm chào ông Dương ạ. Sống được chứ. Đây là toàn là những ông thợ già chơi cây lâu năm rồi, cho nên là người ta có cái kinh nghiệm rất riêng. Chào Minh Cây Cảnh, chào Hoàng Nguyễn, chào Cường Duy nhá. Cảm ơn Cường Duy, chào anh Vinh. Chào Minh Cây Cảnh. Chào Lê Văn Tân, cảm ơn Lê Văn Tân. Chào Băng nha. Cảm ơn Băng. Chào Cường. Chào Tuyền Văn. Nguyễn Tuyên Bonsai xin chào. Cảm ơn Nguyễn Tuyên Bonsai. Quý Văn Phạm, cảm ơn đã động viên nhá, động viên khéo quá. Quất Già, dạ xin chào anh Quất Già.
Dạ. Vâng ạ, chào anh Quốc Già, cảm ơn anh động viên em ạ. Chào Đỗ Trường. Chào Sơn Phạm. Em cảm ơn anh Quốc Già. Vâng ạ, đây bác Thọ đây ạ. Chào Tuấn Hà. Cảm ơn Tuấn Hà. Chào Tuấn Hà. Vâng ạ, cảm ơn anh Quốc Già. Cây là của anh Thành Công Kỳ Viên. À, chú Thành Công Kỳ Viên. Cây của chú Thành Công Kỳ Viên anh Hải ạ, à, anh Nam ạ. Đừng nói có ghi âm. Trong quá trình với những người như này, người nhá. Cường cây Nguyễn. Mấy năm rồi anh nhỉ? Không biết là cây là bao nhiêu năm nhưng mà đá thì mới làm 2 ngày nhá. Chào Đình Trang. Ôi Định à. Ôi, cảm ơn Định, Định ơi. Cảm ơn anh Nam ạ. Chào Tâm Đoan. Chào và Cường Nguyễn. Chào anh Vinh ạ. Chào Nguyễn Cường ạ. Cảm ơn Nguyễn Cường. Chào Dũng Cá nhá. Vừa mới làm được 2 ngày. Chào Minh Cường. Bác Thọ đang ngắm. Hôm nay là sẽ có mấy người đến chơi và ngắm. Chào Khương Duy nhá, anh cảm ơn em. Cảm ơn Quyết nhá, chào Quyết. Chúc toàn thể anh em một buổi chiều vui vẻ. Chào Quốc Đất Tìm Than. Chào Lợi nhá. Rồi cảm ơn Lợi nhá. Chào chú Uyển Ngô. Cháu cảm ơn chú ạ. Chào Tâm Phạm. Cảm ơn Tâm Phạm nhá. À đây lại lại thêm vài bậc tiền bối nữa đến đây. Các chú đến chơi toàn khoe liều không thôi. Chào Tiger Hưng nhá. Cháu chào ông chú ạ. Chào Khuyên Ngát. Cảm ơn Khuyên Ngát. Xin chào Nguyễn Quốc Lộc. Cảm ơn Nguyễn Quốc Lộc. Nguyễn Như Vũ, cảm ơn Nguyễn Như Vũ. Xin cảm ơn.
về không lấy đâu. Vâng, chú Huyền ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn anh Nam ạ. Chào Đạt nhá. Cảm ơn Đạt. Chào anh Dũng ạ. Ở trên nó nhẹ nhàng, ở dưới nó nhẹ nhàng. Chào Phạm Thiệu. Cảm ơn Phạm Thiệu. Cảm ơn anh Dũng. Có lẽ là cái cảm xúc của người chơi cây sau khi mà rất nhiều năm rồi mình thấy là không có cái đá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm nhận thấy là cái cách ký mới nhẹ nhàng vẫn mang được cái không nặng nề, vẫn mang được cái bonsai. Thế, và đây là một trong, anh cho rằng đây là một cái phá cách trong làng chơi, trong giới chơi cây nhà mình. Chứ nếu mà đá mình đi hết bệ đá nó đi khác, nhưng đây cũng là một cái phá cách khi khẳng định làm lần nữa. Và cái cây già như thế này, đường chạy đẹp như thế này, sâu như thế này, có lẽ là anh hỏi nhỉ, có lẽ là anh nhìn cái góc này để cảm nhận đấy, anh có ý kiến đi. Thôi lúc đấy tôi có dạ. Không hiểu rồi. Sâu như này. Mình dùng cái từ vô cực. À. Tức là bất cứ một góc nào. Có thể đều hút này. Nó không được 3 bên nó được. Cứ đều hút rồi. Vâng. Đúng rồi. 3 bên 4 bên. Vâng. Vô cực. Vâng. Góc nào anh nhìn. Phát triển không là. Cách nào là. Nó không hút mình bằng. Nó như là một cái khối làm chân. Cái này em dùng cho đây là một hiện tượng. Một hiện tượng. Đúng rồi. Đây là một cái mảng đặc biệt. Một cái mảng sáng tạo. Một cái đặc biệt. Một cái mảng. Đây là một cái lối làm rất là mới, là một hiện tượng rất mới, cả đá cả cây, rất mới. Liên tưởng với những hoa hoa cái đảo, nó cũng là hiện tượng lạ, là hiện tượng, gọi là hiện tượng, nó hài hòa, rất hài hòa. Cái này đi chơi quốc tế là người chơi yêu. Nói trên đá người ta có cảm giác là không phải là được nữa. Nhìn đá này nó nhẹ. Nó cảm giác nó rất nhẹ. Đấy, ông nói vào cái ý của quân chia sẻ với báo cáo các ông con chú là đá là cái câu chuyện là chúng ta cảm giác được chưa được cây mới nào đó. Cây mới để là lạ. Bây giờ hiện nay là xu hướng nó đang tương đối là lệch lạc của làng cây chúng ta. Ở đây toàn là các là một tiền mối rồi. Sao mà các vật tiền bối là có những giá trị chia sẻ này, bác cũng đang là như thế nào đó để tránh rằng là chúng ta đang đi theo một cái rất là đơn giản mà một cái lệch lạc như vậy thì nó mất cái giá trị của nền tảng này. Đấy là cái đá cây màu đá kiểu này rất phù hợp hệ thống ta. Đây đây nó cũng làm cái phong cách mới, không phải cây nào lên đá cũng được. Đặc biệt là những cây lối nghệ thuật thì lên đá này là cây cạnh theo một cây lối kia lên là rất thường xuyên. Thế ra cái mũi này nó phải có nét mình mà chân trời không phải có nét mình mà đây như là cái tác phẩm riêng của trên thực tế, trên thực tế trên thực tế thì có thể đây là của nguyên ai đó rồi
nhưng ở cái thời điểm này đã sang một cái trang mới, sang một bước ngoặt mới trong làng cây. Nếu trong quá thì nó bị tấn công, điện mà anh tuổi đáp ứng được sự ra vào thế giới ấy. Đây là tác phẩm tồn tại. Như vậy thì anh đáp ứng được cái xu hướng, anh không thể mang cái bản riêng của anh được. Tôi đấy mà ở đây anh hòa nhập cái tôi trong cái chúng ta, cái cộng đồng, cái của xu hướng thế giới và các tổ chức. Những cái nặng nề cột mình không bỏ nữa, mà những cái mà nó hào hoa, những cái trang nhã nó đem lại không những gì, 700 nhà, 7 ngoài trời đều phù hợp. Những cây như thế này bầy nó khác, có nặng nề đâu. Nhưng nếu là một khối đá to tí thì làm sao mà anh có thể... Tôi cho những cái mặt này cũng hợp được. Đó là nó không riêng được hay. Xem cái danh tức là mắt trong này cơ. Nhìn vào cái tầm là chúng ta hôn nhập được. Chào anh Cường, chào anh Dũng. Xin chào cả nhà. Làm thế nào đây? Biển lô hả? Alo, sớm không quả rồi đi đi. Anh chào Duy, xin chào Mạnh Dũng, cảm ơn Mạnh Dũng nha. Tâm Phạm, xin chào Tâm Phạm. Chào Hảo Hạng Mini, cảm ơn Hảo Hạng Mini. Đang đâu anh Dũng ơi? Chào Phạm Tùng. Xin chào cả nhà nhé, chúc cả nhà chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Tôi tạm thời kết thúc video tại đây nhé.